Làm thế nào để bán sản phẩm hoặc dịch vụ với giá cao mà khách hàng vẫn cảm ơn bạn? Đó chính là phải tạo nên sự khác biệt. Nói đến đây thì chắc các bạn sẽ tặc lưỡi và bảo là nói thì rất là dễ nhưng mà làm thì mới khó, đúng không nào? Nhưng mà thật ra tất cả những doanh nghiệp thành công trên thị trường đều phải có một sự khác biệt gì đó trong sản phẩm hoặc là dịch vụ của họ. Ở trên thị trường hiện nay chúng ta có thể thấy là hầu hết mọi người đều bán một sản phẩm giống nhau. Ví dụ như những người bán cà phê đi, thì họ sẽ nói là tôi chỉ bán cà phê thôi, thì làm sao tôi có thể tạo nên sự khác biệt so với những tiệm cà phê khác, đúng không nào? Như vậy thì chúng ta sẽ tìm xem là nếu như mà chúng ta bán cà phê thì chúng ta sẽ tạo nên sự khác biệt như thế nào. Có thể là chúng ta sẽ tạo nên một nét ấn tượng gì đó trong cốc cà phê. Phương Anh rất là ấn tượng khi mà Phương Anh đến một quán cà phê và thấy nhân viên bưng ly cà phê đó ra và ở trên đây là những hình vẽ rất là đẹp. Và lúc nào thì Phương Anh cũng lấy điện thoại ra để Phương Anh chụp lại cái ly cà phê đó để Phương Anh sống ảo đăng lên Facebook. Và như vậy thì Phương Anh đã tạo nên được một câu chuyện trên Facebook để chia sẻ về quán cà phê đó, phải không nào? Như vậy, điều tạo nên sự khác biệt cho những chủ quán cà phê đó là tạo nên những ly cà phê thật đẹp và thật ấn tượng đối với khách hàng. Có thể là một ly cà phê cá nhân hóa có ghi tên của khách hàng ở bên ngoài, hoặc là ghi tên của cặp đôi, thì chắc chắn rằng những cặp đôi này sẽ lan truyền thông điệp marketing miễn phí cho quán này, và check-in tại quán cũng có thể là họ sẽ lấy quán này làm nơi kỷ niệm ngày họ yêu nhau. Oh my God! Wow! Đó chính là một yếu tố để tạo nên sự khác biệt của bạn so với những người khác. Thêm một ví dụ nữa là khi chúng ta mua hàng trên những sàn thương mại điện tử hoặc là những website thì chúng ta luôn luôn nhận được một câu trả lời là cảm ơn bạn đã mua hàng tại shop của chúng tôi, một email xác nhận đã được gửi đến hộp thư của bạn, vui lòng kiểm tra hộp thư và báo với chúng tôi khi bạn không nhận được hàng nhé. Một thông điệp vô vị như vậy đang được gửi đi hàng ngày đến hàng triệu khách hàng. Như vậy, làm cách nào để bạn có thể thay đổi và trở nên khác biệt? Chúng ta sẽ cùng xem một câu trả lời, một thư cảm ơn khi khách hàng mua hàng của một hãng đĩa CD tên gọi là Baby. Thay vì viết một email nhàm chán, hãng đĩa này đã có một thư trả lời như sau. CD của bạn được lấy hết sức nhẹ nhàng từ kệ đĩa của CD Baby với đôi găng tay đã được tiệt trùng và đặt trên một chiếc gối êm ái. Một đội 50 người đã kiểm tra tỉ mỉ chiếc CD của bạn để đảm bảo nó hiện trong tình trạng tốt nhất trước khi được chuyển đi. Sẽ có một nghệ sĩ gói hàng tới từ Nhật Bản thắp nến và nín thở khi đặt chiếc đĩa của bạn vào một chiếc hộp giấy vàng thượng hạng nhất. Chúng tôi gửi lời chúc chuyến đi tốt lành tới gói hàng trên hành trình tới nơi bạn sống vào thứ 6 ngày 6 tháng 6. Tôi hy vọng bạn có một trải nghiệm mua sắm tuyệt vời tại CD Baby. Chúng tôi rất vui khi bạn từng đến đây. Bức ảnh của bạn sẽ được treo trên tường trong văn phòng của chúng tôi như khách hàng của năm. Chúng tôi đều đã mệt nhưng không thể không chờ đợi bạn trở lại với cdbaby.com. Như vậy thì lá thư xác nhận đơn hàng này đã được gửi đến cho hàng nghìn khách hàng của hãng đĩa Baby này và đã tạo nên một thông điệp lan truyền trên mạng. Một lần nữa, Phương Anh muốn nói với bạn rằng không có sản phẩm nào là độc nhất vô nhị, nhưng với những thông điệp sáng tạo và vô cùng mới mẻ, thú vị như vậy sẽ giúp cho khách hàng cảm thấy sản phẩm của bạn thật đặc biệt, thật khác biệt so với những sản phẩm khác, sẽ khiến cho họ bất giác mỉm cười và họ sẽ lan tỏa thông điệp của doanh nghiệp của bạn một cách miễn phí. Thêm một ví dụ nữa cho các bạn trong việc khác biệt. Phương Anh nhớ là hồi năm Phương Anh học cấp 3 thì lúc này máy MP3, máy nghe nhạc ra đời thì có rất là nhiều hãng và rất là nhiều những chiếc máy MP3 rất là xinh đẹp, rất là tuyệt vời với âm thanh rất là hay. Nhưng mà lúc này Phương Anh lại chọn mua iPod bởi vì thông điệp của họ đó chính là 1.000 bài hát trong túi bạn. Có rất nhiều hãng cạnh tranh với nhau, và nếu như mà Apple chỉ đưa ra thông điệp là
máy nghe nhạc của chúng tôi sở hữu 5G, thì với những từ ngữ kỹ thuật đậm chất như vậy sẽ không, những người như Phương Anh sẽ không biết 5G là như thế nào hết. Nhưng mà với thông điệp là 1.000 bài hát trong túi bạn, thì Phương Anh đã hình dung ra được một cái viễn cảnh là mình sở hữu một cái chiếc máy nghe nhạc như vậy, xoay ngón tay thôi. Đó, điểm khác biệt là xoay ngón tay thôi, là mình đã có thể nghe được những bài hát rất là tuyệt vời, 1.000 bài hát nghe tới bao giờ mới hết. Đó là một điều khác biệt của hãng Apple và đã tạo nên tên tuổi của Apple vượt xa những đối thủ còn lại trong ngành. Như vậy, qua ví dụ trên chúng ta có thể thấy là sản phẩm của bạn có thể không phải là một sản phẩm độc nhất. Sản phẩm của bạn có thể là một sản phẩm được bán tràn lan trên thị trường rất là nhiều nơi có, nhưng mà bạn sẽ khác biệt khi bạn có một thông điệp khác biệt hoặc là bạn phục vụ theo một cách khác biệt. Như vậy, sau khi theo dõi video này thì Phương Anh hy vọng rằng bạn cũng sẽ tạo ra được một thông điệp ấn tượng đối với khách hàng của mình. Và Phương Anh nghĩ việc này không có gì khó, chỉ cần chúng ta viết những cái gì đó khác lạ hơn so với những nhà bán hàng khác là chúng ta đã tạo nên sự khác biệt rồi. Và Phương Anh chúc cho bạn sẽ thành công khi tạo ra thông điệp sáng tạo và cách phục vụ sáng tạo của bạn nhé. Hẹn gặp lại bạn trong những video sau. Đừng quên chia sẻ nếu như bạn thấy video này có ích nhé.